Sáng ngày 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 5 năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự và khai mạc hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp hoàn thiện các dự thảo văn bản được trình tại hội nghị, đảm bảo các văn bản sau khi ban hành có tính khả thi cao. Đặc biệt, thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khó khăn trong công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư, xây dựng nông thôn mới, đưa ra những giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo văn bản như dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mường trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Dự thảo kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Dự thảo báo cáo kết quả sản xuất vụ đông xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, vụ đông năm 2022. Dự thảo kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến các chính sách đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghe báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách trên địa bàn huyện, tình hình thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Theo báo cáo, đối với công tác giải phóng mặt bằng, các dự án sử dụng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách trên địa bàn huyện đang được khẩn trương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tính đến ngày 16 tháng 5 đạt 17 tỷ 550 triệu đồng, đạt gần 13% so với dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao, bằng 94,5% so với cùng kỳ. Về tình hình thanh toán, giải ngân, vốn đầu tư công, đến ngày 16 tháng 5 năm 2022 đã thực hiện giải ngân đạt 114 tỷ 309 triệu đồng, đạt 36,5% so với kế hoạch, đạt 52,52% so với vốn thực tế giao. Kết quả đạt tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, số xã đạt 19 tiêu chí 7 xã, số xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí 5 xã, số xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí 3 xã, bình quân tiêu chí đạt 14,3 tiêu chí. Về sản xuất vụ đông xuân, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 7.993 hecta trên 13.971 hecta, đạt 57,2% so với kế hoạch năm và 100,2% so với kế hoạch vụ. Nhờ thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại cây trồng, áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại, tuân thủ nghiêm ngặt khung thời vụ, đưa các giống có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ đông xuân ước đạt 22.847 tấn, đạt 49,8% so với kế hoạch năm và 101,2% so với kế hoạch vụ, giảm 1,4% so với cùng kỳ. Kế hoạch sản xuất vụ mùa hè thu, huyện phấn đấu diện tích cây lương thực có hạt đạt 4.251 hecta, sản lượng cây lương thực có hạt đạt 22.429 tấn, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 5.491 hecta.